Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh review Transformer Event của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip unbox một con hàng mới mới về của mình, hot on hot. Thì thực ra là mình nghĩ là cũng cũng chưa có nhiều bạn ở Việt Nam mình có hay sao ấy, tại vì trên hội nhóm các thứ không thấy anh em khoe, hoặc là anh em có rồi nhưng không khoe. Nhưng đại khái là hôm nay mình đặt được con này về. Thì đố anh em biết nó là con gì. Đó. Mã của nó là TH01. Đấy, thì tí nữa mình sẽ nói qua về cái thương hiệu này. Đó. Thì nói chung là hộp nó khá là nhỏ thôi. Đây. Đó, hộp nó khá là nhỏ. Đó, như vậy thôi. Thì nó sẽ được bọc trong một hộp bìa cắt tông như này. Và bên ngoài là in mã TH01. Thì gần như là mình thấy các cái hãng ấy, hãng đồ chơi thì hãng nào cũng đều sẽ làm như vậy. Đó chính là bọc bìa cắt tông bên ngoài, từng hộp sản phẩm một. Và bên ngoài họ sẽ ghi cái mã của sản phẩm đó. Đấy. Thì nói chung ấy, thì mình nói thật là cái hãng này ấy, thì mình cũng chỉ đang nghĩ là nó là một cái chân rết, hoặc là bản thân nó là của Weizhang hoặc là của BMW thôi, Alimex thôi. Đó, tại vì nó thật là bây giờ những cái hãng như Weizhang hoặc là kể cả BMW bây giờ họ đổi tên liên tục. Tại vì sao? Tại vì vi phạm về bản quyền. Đó, cho nên là đổi tên liên tục để tránh cái sự gọi là theo dõi để mắt của hashtag. Đó, rồi. Thì mình vừa rạch ra rồi. Bây giờ mình sẽ lôi hộp ra. Và hộp này nó khá là nhỏ. Là mình nhớ đến cái hộp của BSL. Hộp của BSL01. Thì chắc là các bạn biết nó là con gì rồi. Nó là con Lockdown KO của R01. Đó. Đó. Xem còn gì không. Xem có tặng gì không. Nhưng mà chả có gì. Rồi. Thì đây chính là bên trong của nó. Thì như vậy là các bạn đã biết nó là con gì rồi. Đó chính là cái con là hai KO. Đây. Nó là cái con KO của bản bản KO của cái con hàng chính hãng ấy. À con hàng của một hãng thứ ba. Đó, nó sẽ tên là cũng cũng tên là La Hai luôn, và cái hãng này họ fake copy lại nhưng mà cũng copy nguyên cả tên luôn, cũng hơi liều thật. Hơi liều đấy, ông này hơi liều đấy, lấy cả La Hai luôn. Nhưng mà đây trên tên mực của nó trên này. Cyber Knight này. Đó. Và đây là có cái hình của nó in kiểu màu trắng đen thôi. Đó, còn như lúc nãy mình nói ấy, là Thunder Model. Đó thì thực ra là một cái hãng chả có tên tuổi gì cả. Đó, chả tên tuổi gì. Và mình cũng như đã nói các bạn là mình nghĩ là chỉ là BMW hoặc là Weizhang họ đổi tên như vậy thôi và họ sản xuất cho con này. Đấy, thì mặt bên cạnh đây, mặt đằng sau đây có hình của nó. Đó. Thì có những cái chữ tiếng Anh đây. Đó, các bạn có thể xem. MPM series. Đó, kích thước đấy. Đó, rồi. Thì tí nữa mình sẽ lấy cái con này ra so sánh thử với cả mẫu op R02 xem nó hợp tỷ lệ không. Rồi, chúng ta sẽ mở ra xem bên trong như nào nhé. Thì vẫn chỉ là những cái băng dính đơn giản đấy thôi. Có những hãng xịn, hãng đầu tư thì họ làm cả tem seal của hãng cơ, dán vào đây cơ. Rồi, chúng ta sẽ xem bên trong có những cái gì. Rồi, như vậy là hết rồi. Rồi, thì chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn. Giấy hướng dẫn như thế này. Và bên trong nó có một cái cảnh báo gì này. Đó. Warning cảnh báo này. Đây. Cảnh báo gì đó, tiếng Anh, tiếng tàu gì mình chả đọc được, nhưng mà thôi rồi, sẽ nghiên cứu sau. Hoặc là mình sẽ lấy ra dơ cho các bạn xem, nó là bạn nào giỏi tiếng Anh thì có thể dịch được luôn, nó là cảnh báo cái gì đó, mình chỉ biết warning là cảnh báo thôi. Và có cái hình ở đây. Đó, đây, các bạn có thể đọc. Đó. Rồi, là như vậy, đã khá là như vậy. Nó sẽ có cái cảnh báo như vậy. Thì, tức là con này nó có vấn đề gì đó rồi. Cho nên là phải cảnh báo. Còn trong quá trình chơi nghiên cứu thì mình sẽ cũng sẽ sớm phát hiện ra cái vấn đề lỗi này thôi. Rồi, túi. Và đây chúng ta sẽ có một cái hình, một cái như kiểu băng đạn. Đó, và một cái hình cái effect hiệu ứng bắn đạn đấy,
Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một túi này. Và giấy hướng dẫn đây in màu cũng khá là đẹp. Đó. Trông có vẻ đơn giản ít bước nhỉ. Đấy. Họ không đánh số nhưng mà mình thấy ở đây thì có vẻ như không nhiều bước lắm đâu. Đó, thì là như vậy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có này. Đó là một cái mô hình ở dạng xe. Đây, đang ở dạng xe và có một cái phích người và hai khẩu súng. Đó. Thì như ở bản rear nó cũng chỉ có như vậy thôi. Cũng chỉ có từng đấy phụ kiện thôi. Thì cái con này họ fake, họ làm lại à. Ừ, họ fake lại cái con này gần như là cũng đầy đủ phụ kiện như vậy. Nhưng mà hình như thiếu một cái effect đạn thì phải. Hình như con hàng chính hãng à, con hàng xịn thì là nó sẽ có hai cái. Đây, chúng ta sẽ có một khẩu súng như thế này. Đó, súng dừng thời gian. Rất là vi diệu của ông Hot Rod. Đó, có cái súng này thì đúng là bá đạo. Đó. Và sẽ có một cái khẩu súng nữa. Đây. Đó, chúng ta sẽ có hai khẩu súng như vậy. Và một cái phích người đây. Đó, mình thấy chân khá là rít. Đấy. Thì là như vậy, chúng ta sẽ có một cái phích 10 này. Mình thấy ở đây nó khớp đinh tán này, ở những cái chỗ chân này khá là rít. Nhưng mà chơi nhiều thì chắc là cũng sẽ lỏng thôi. Đó, một cái phích 10. Và rồi, còn cái mô hình thì nó đang ở dạng xe và được bọc thêm một lớp gọi là cái ni lông nữa để chống xước. Cũng khá là ok. Rồi, mình sẽ xem nó như thế nào. Wow. Phải nói là thực sự không còn gì nữa. Thực sự phải nói là cái ấn tượng đầu tiên mà mình cầm cái con này lên ấy, phải nói là nó rất là bóng bẩy. Rất là bóng bẩy nha. Đây, các bạn có thể nhìn này. Nó bóng quá luôn ấy, rất là bóng luôn ấy. Đó, rất là bóng luôn. Bóng lộn luôn. Đó. Vãi trưởng. Đây lại có cái đề can à. Đây. Mình chưa gì mình đã thấy chỗ này là như kiểu dán đề can xong nó bong ra này. Chưa biết như thế nào nhưng mà đấy, mình đã thấy như vậy rồi. Đề can và nó bong ra một chút. Nhưng mà thực ra là bên dưới này họ cũng sơn màu da cam rồi. Nhưng mà sao lại còn dán đề can làm gì nhỉ? Thật rồi. Lúc này mình chan thì mình sẽ xem nó là vì sao. Đó, thì đây. Nó là cái dạng xe như này và rất là bóng bẩy. Mình thực sự là mình thích cái kiểu mà xe nó phải bóng bẩy như này thì nó mới đẹp này. Nó mới. Có lẽ là tùy mắt từng người thôi. Có những bạn sẽ không thích nó bóng bẩy, có thể thích màu nó kiểu nhám hoặc là kiểu như kiểu màu màu iPhone hay gọi là màu gì gray hay gì gì đấy. Đại khái là như vậy, nhưng mà mình thực sự mình đã thích là ô tô là nó phải bóng bẩy. Đấy. Rồi. Thì đấy, như vậy là tất cả những gì chúng ta có sẽ là từng này thôi, là một chiếc xe này, hai khẩu súng và một cái phích người. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cái này nữa, đó là một cái effect đạn bắn và một cái băng đạn nhỏ nhỏ. Đây. Thì nếu như các bạn là bị thiếu phụ kiện thì các bạn phải liên hệ ngay với shop các bạn mua, tại vì như vậy là nó bị thiếu phụ kiện đấy. Đó. Rồi. Thì mình sẽ kết thúc cái video unbox ở đây thôi. Mình unbox thôi, còn mình sẽ nghiên cứu và chan thử sau và review chi tiết ở sau. Đó. Ok. Bye bye.